Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Hôm nay hãy cùng mình vẽ bức tranh về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 nhé. Sắp đến ngày này rồi đấy các bạn ạ. Chắc là các bạn cũng đã từng phải vẽ những bức tranh về đề tài này rồi đúng không nào? Và trong bức tranh ngày hôm nay thì mình sẽ vẽ một chú bộ đội đứng ở giữa có đeo súng trên vai và tay giơ lên phần mũ để chào. Còn đối với phần bên phải thì mình sẽ vẽ một chú bộ đội đang cầm cái cờ của Việt Nam ấy, chiếc lá cờ thật là to và màu đỏ sao vàng. Còn bên trái thì mình sẽ vẽ một chú bộ đội hải quân nhé mọi người. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nhé. Các bạn muốn mình vẽ gì về chủ đề hay nhân vật nào thì hãy comment xuống bên dưới để mình ra clip mới. Bình luận nào nhiều nhất thì mình sẽ ưu tiên vẽ trước nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.